Tín, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài đọc hiểu trong đề số 2 sách bộ đề minh họa 2019. Bài đọc hiểu số 2 trong sách bộ đề minh họa 2019 đề số 2. Đó là một bài theo cái chủ đề đó là personal experience, đó là chủ đề trong sách giáo khoa lớp 11 bài số 2 đúng không ạ? Bài chủ đề về trải nghiệm. Bài đây là một bài tương đối dễ đúng không ạ? Là một bài tương đối dễ. Bởi vì sao? Thực bạn thấy là những cái bài đọc mà chủ đề của nó dễ, nó thiết thực, nó gần gũi với cuộc sống của bạn thì bạn thấy là cái từ vựng của nó rất là ít, cái từ mới của nó rất là ít. Vì vậy các bạn thấy nó hoàn toàn rất là dễ đọc. Nhưng mà cái bài đọc này nó có chủ đề rất là rõ ràng, đó là first time in the air. Nó gì ạ? Lần đầu tiên đi bằng máy bay. Nhưng mà nó sẽ là cái này, thế là mình sẽ đoán được là à chắc là các bạn nó sẽ nói về cái trải nghiệm đi bằng máy bay đúng không ạ? Con sẽ đọc cho cô câu số 36 của chúng ta này. Tại sao John lại đi máy bay? Ý A này, ông ấy muốn đi du lịch. Ý B thì sao ạ? Ông ấy muốn thử. Ý C, ông ấy muốn gặp gia đình. Và ý D đó là ông ấy muốn đi công tác. Chúng ta có cụm từ on business, nghĩa là đi công tác. Vậy để trả lời được câu số 36 này, chúng ta hãy đọc cho cô phần thông tin đầu tiên trong đoạn văn, đúng không ạ? Khi ông John làm sao? Lần đầu tiên ông John đi máy bay, ông ấy rất là frightened, rất là sợ, đúng không ạ? Ông ấy không thích cái ý tưởng việc làm sao ở trên trời cao, cách mặt đất đến hàng ngàn feet, đúng không ạ? Và tôi cũng không thích cái sự thật là tôi không thể ở trong cái tình trạng có thể kiểm soát được, ông ấy nói. Yeah. Vì tôi là một cái vị hành khách rất là khó chịu. Khi một ai đó lái xe thì tôi thường phải bảo họ, tôi thích là phải bảo họ phải làm như nào cơ. Yeah. Bây giờ mà đi máy bay tôi không được chỉ đạo phi công này, tôi không thích. Yeah. Và làm sao tôi thường làm cho người ta phát điên thì được. Đấy. Tuy nhiên, tôi không thể, John không thể tránh được cái việc đi bằng máy bay nữa. Yeah. Bởi vì đó là cách duy nhất mà ông ấy có thể thăm những đứa cháu của ông ấy ở Canada. Vậy lý do ông ấy đi máy bay chính là vì ông ấy muốn gặp lại gia đình của ông ấy. Nên cô 36 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý C. Xong câu số 36, xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu 37. Tại sao John lại đọc về cái máy bay đấy? Yeah. Chúng ta sẽ có này, chúng để trả lời được câu đấy của chúng ta sẽ đọc cho cô thông tin sau. Yeah. Cô sẽ có câu này, to get ready for the flight. Có dịch là gì ạ? Để chuẩn bị cho chuyến bay. Đúng không ạ? Có dịch là để chuẩn bị cho chuyến bay thì làm sao ạ? Ông ấy đọc rất nhiều về máy bay. Yeah. Dịch là khi ông ấy đặt vé, đúng không? Ông ấy được thông báo rằng ông ấy sẽ bay trong cái con Boeing 747. Đó là làm sao ạ? Cái con Boeing đấy có được tên gọi đó là Jumbo Jet, đúng không? Tôi cần phải biết càng nhiều càng tốt trước khi lên máy bay. Yeah. Tôi cho rằng đó là một cách làm cho tôi cảm thấy tốt hơn, đúng không? Cảm thấy tốt hơn. Vậy cô sẽ có này, câu số 37 của chúng ta. Tại sao ông ấy lại đọc về? Chúng ta sẽ có này. Ý A này, ông ấy muốn biết xem nó hoạt động như nào. Yeah. Ý B đó là sở thích của ông ấy. Ý C à, nó làm cho ông ấy cảm thấy an toàn hơn. Ý D này, đó là ông ấy đã tìm thấy một cuốn sách về nó. Yeah. Vậy thì câu này các bạn ấy rất là tranh cãi rất là nhiều. Các bạn nghĩ là đáp án là ý C cơ. Nhưng bạn nhớ cho cô này, cái thông tin ở chỗ này như sao, đúng không ạ? Để chuẩn bị cho chuyến bay thì ông ấy đọc rất nhiều về máy bay. Khi ông ấy đặt vé thì ông ấy biết là ông sẽ bay trên cái con Boeing 747 và ông ấy tìm thông tin về cái con Boeing 747 để ông ấy đặt. Tôi cần phải biết càng nhiều càng tốt về nó, được chưa? Vì tôi cho rằng làm sao ạ? Vì cái việc biết về nhiều nó sẽ làm cho tôi cảm thấy an toàn. Vậy thì ý C không đúng ạ, làm cho tôi cảm thấy tốt hơn ạ. Ý C không phải là khiến cho ông cảm thấy an toàn hơn. Chờ, thực ra thì ông ấy cái việc mà đọc để mà biết nhiều về nó chỉ là cái giải pháp về tâm lý thôi. Chứ không phải là khiến cho ông cảm thấy an toàn hơn. Chờ, khi ông ấy hiểu biết hết về nó thì ông ấy sẽ cảm thấy là tâm trạng của mình tốt hơn khi lên máy bay. Vậy chúng ta sẽ suy ra câu 37, chúng ta sẽ chọn đáp án là IA. Bởi vì ông ấy muốn biết xem nó hoạt động như nào. Yeah. Câu số 38, người ta muốn hỏi cái từ which nghĩa là gì? Yeah. Câu 38, người ta muốn hỏi từ which nghĩa là gì? Câu này rất là đơn giản. Khi chúng ta học trong ngữ pháp thì which, đại từ quan hệ which thay thế cho danh từ. Đúng không ạ? Chỉ người, à danh từ chỉ vật. Vậy chúng ta chỉ cần đọc cho cô xem cái phần đằng trước của chúng ta thôi. Yeah. Nó dịch là khi ông ấy đặt vé, đúng không ạ? Ông ấy được thông báo rằng ông ấy sẽ bay trên cái con Boeing 747. Đó là làm sao? Được biết tới là một con Jumbo. Vậy chúng ta sẽ suy ra được câu số 38 của chúng ta. Đáp án sẽ là ý D. Which ở đấy chính là con Boeing 747. Thế này câu số 39 của chúng ta thì sao? Điều gì xảy ra khi ông ấy nhìn thấy cái con Jumbo đấy, cái con máy bay của ông ấy lần đầu tiên? Ý A là ông ấy cảm thấy an toàn hơn nhiều. Ý B là ông ấy thích hình dáng của nó. Ý C là ông ấy không tin là sao nó to như vậy. Và ý D của nó là sao? Ông ấy nghĩ rằng cánh của nó hơi nhỏ. Vậy để trả lời được câu số 49 lại đọc tiếp cho cô xem. Được chưa? Đọc tiếp cho cô xem này. Khi ông ấy nhìn thấy nó thì ông ấy sẽ thấy như nào? Được chưa?
Cô sẽ có là đọc cho cô thông tin sau. Chờ, trong cái phần đấy của chúng ta đọc cho cô thông tin sau xem là ông ấy lần thấy nhìn thấy nó như nào, được chưa? Này đọc cho cô từ đây trở đi. Đấy. Mặc dù đấy, tôi đã tìm hiểu tất cả những thông tin thú vị về cái con Jumbo đấy rồi. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên đúng không? Chỉ trước khi tôi bay đến Canada thôi thì tôi vẫn không thể tin được làm sao có một cái thứ gì mà lại to khủng khiếp như vậy bay được ở trên bầu trời được. Vậy thì câu số 39 ra là khi ông ấy nhìn thấy lần đầu tiên làm sao ông ấy không thể tin được sao có cái gì mà lại to như thế đúng không? 39 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý C. Câu số 40, ông ấy cảm thấy như thế nào khi máy bay take off cất cánh? Khi máy bay cất cánh ông ấy cảm thấy như nào? Đây là dạng cái câu hỏi tìm thông tin trong bài. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn được đáp án đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là ông ấy có thể cảm thấy như thế nào khi máy bay cất cánh? Yeah. Xem cho cô câu đấy của chúng ta này. Chờ, tiếp này. Đâu rồi, đâu rồi? Xem cho cô thông tin sau này. The take off, the take off, đúng không ạ? Cái sự cất cánh của nó làm sao ạ? Smooth, làm sao ạ? Nhẹ nhàng hơn, êm hơn là tôi mong đợi, tôi nghĩ, đúng không ạ? Mặc dù tôi vẫn có hoàn toàn cảm thấy rất là sợ. Đấy. Vậy thì cái cảm giác của ông ấy khi máy bay cất cánh đó là ông ấy cảm thấy rất là fright, sợ. Câu số 41 của chúng ta là điều gì làm cho ông ấy ngạc nhiên nhất? Nhớ cái chỗ này ngạc nhiên nhất về cái máy bay này. Ý A đó là thức ăn mà ông ấy ăn. Ý B là ông ấy có thể ngủ. Câu 41 là ông ấy có thể ngủ. Tiếp theo cho cô xem ý C xem là gì nhé. Giờ cô sẽ có này. Ý C. Giờ các bạn giống cho cô thông tin bên này. Ý C là sao ạ? Đó là sao ạ? Là có một bộ phim được chiếu. Và ý D đó là làm sao cảnh rất là đẹp. Vậy để được trả lời được câu này đọc cho cô thông tin sau nhá. Đọc cho cô thông tin sau trong đoạn văn nhá. Nhá. Nó sẽ có là I gọi in the end cuối cùng đúng không ạ? Tôi đã cố gắng làm sao thư giãn enjoy the food. Thưởng thức món ăn này, xem bộ phim này, cảnh từ máy bay cũng rất là đẹp. Đấy, ông liệt kê hết ba cái này nhưng cái cô đã cùng chốt lại là tôi thậm chí còn ngủ được một lát nữa. Điều đấy là ông ấy không hề nghĩ tới được, đúng không? Ông ấy không thể tính dự tính được cái điều đấy. Vậy thì câu số 41, điều ông ấy sướng nhất, điều ngạc nhiên nhất đó là ông ấy có thể ngủ được. Nên câu số 41 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B. Câu này thực ra rất là dễ nhưng mà vì nó có nhiều thông tin quá, nó có đủ tất cả các thông tin trong bài, nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hoang mang, đúng không ạ? Tiếp theo xin mời em sẽ chuyển cho cô sang câu số 42 của chúng ta. Chờ, câu số 42 của chúng ta xem này. Ông ấy cảm thấy như thế nào về cái nỗi sợ hãi? Cuối cùng thì ông ấy cảm thấy như thế nào về nỗi sợ hãi của mình? Ý A là ông ấy nghĩ rằng ông ấy đã lãng phí thời gian khi sợ hãi như vậy. Ý B là ông ấy nhận ra rằng nó rất là ok để sợ hãi thôi, đúng không ạ? Hoàn toàn hợp lý để sợ hãi. Ý C là ông ấy hy vọng rằng con cái nhà những đứa cháu nhà ông ấy sẽ không sợ bay. Và ý D là ông ấy nhận ra rằng đúng không ạ? Sợ cái việc sợ hãi làm cho ông ấy cảm thấy an toàn. Vậy để trả lời được câu số 42, xin mời em sẽ đọc cho cô thông tin sau. Đọc cho cô thông tin đoạn cuối cho cô. Chờ, đó sẽ là xem nào. Of course, tất nhiên là. Chờ, John tiếp tục. Cái phần thưởng tuyệt vời nhất cho tất cả đó là khi tôi đến Canada này, tôi nhìn thấy con trai tôi và gia đình của nó này, đặc biệt là những đứa cháu xinh đẹp của tôi, đúng không ạ? Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn về trong khoảng rất nhiều năm qua tôi không thậm chí không dám nghĩ là mình sẽ lên máy bay. Tôi đã để cho cái nỗi sợ hãi của mình làm sao ngăn ta cản tôi từ cái việc gặp những cái người mà tôi yêu thương nhất trên đời. Cho nên bây giờ thì tôi có thể thăm con tôi, thăm cháu tôi, thăm gia đình nhà tôi thường xuyên như tôi muốn. Vậy thì rút cuộc sau khi ông đi máy bay lần đầu thì ông nhận ra rằng ông ấy thật ngớ ngẩn khi cứ sợ, cứ vì dùng cái nỗi sợ máy bay của mình mà trì hoãn cái việc đi thăm con cái cháu chắt của ông ấy, đúng không ạ? Vậy bác sĩ ra câu 42 chúng ta đã bán sẽ là ý A. Ông nghĩ rằng